Hello tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Các bạn hãy ủng hộ và đăng ký kênh để giúp kênh mình phát triển nha các bạn. Và hôm nay mình tiếp tục có mặt tại X777 server Ngọc Thương, một server rất hot của gần đây của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile các bạn, đã được chờ đợi suốt mấy tháng trời và được các vị anh hùng hầu kiệt khắp nơi đổ về các bạn. Một server cực hot, cực đông, cực vui. Và hiện tại hôm nay là ngày đầu tiên mở 4X và hôm nay mình sẽ review top lực chiến ngày đầu tiên mở 4X sẽ có sự thay đổi như thế nào nha các bạn. Bởi vì ngày mở 4X sẽ các đại gia sẽ bung lực chiến rất nhiều đồ top nha các bạn. Còn hôm nay mình sẽ cho các bạn cùng biết cái server X777 Ngọc Thương này, cái ngày đầu tiên mở 4X thay đổi top lực chiến như thế nào nha các bạn. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Võ Di Sơn. Tại vì nói chung là server này giờ rất đông các bạn, thêm cái phiên bản bị lắc nữa nên đi qua cái thành thị khác nó đông lắm, lắc không làm được gì hết. Và ngay chỗ này thì nó đỡ ít người nên đỡ lắc các bạn, mà thật sự nó cũng rất đông, giờ nó mới giảm bớt đó. Tại sao danh tướng nó giảm bớt đó? Hồi nãy danh tướng là trời ơi, nói chung là mình không có thể lắc mà không đụng được con boss luôn các bạn. Riết giờ không biết là đi danh tướng đi kiểu sau các bạn, tại vì phiên bản mới này nó hơi lắc, thêm cái server cực đông các bạn cũng biết đó. Nội cái danh sách băng hội, trang băng hội nó tới là 20+ trang các bạn, thì các bạn biết cái số trang và cái số người tham gia server này nó đông cực đông cỡ nào nha các bạn. Nè, mình có thể vô về vấn đề danh sách băng hội, các bạn server rất đông nha. Nè, hiện tại thì có 22 trang. Rồi các bạn biết là cái số lượng băng hội rất đông và số người chơi rất đông. Nên rất lắc luôn các bạn. Và hiện tại thì hôm nay mình sẽ review về top lực chiến ngày đầu tiên mở 4X có sự thay đổi như thế nào nha các bạn. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại X77, một server rất hot của gần đây của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Mình thì ngơ ngây thơ các bạn, chơi phát các bạn. Mình nói chung là mình làm video vì đam mê. Thôi mình cũng xàm xí đố nữa nè, mình sẽ vô các bạn xếp hạng cho các bạn cùng biết nha. Hiện tại thì các bạn cũng biết thì ban hội đang đứng đầu đó là Thiên Hạ, mà Thiên Hạ vừa đổi tên thành Chiếc Biệt nha các bạn. Và ban thứ hai là Tân Lương Ngọc, ban thứ ba là Phố, thứ tư là Hắc Long, thứ năm là Việt Nam, thứ sáu là Miếu, thứ bảy là Phiêu Bạc. Cấp ban hội là bậc 3. Đấy, đây là ba ban hiện đang là top lực chiến, là top băng hội mạnh nhất X77 các bạn. Sau này có thể là đại diện X77 cho những trận chiến nảy lửa liên server. Tại vì X77 đang là một server rất hot, rất nhiều vị anh hùng hào kiệt ở nơi khắp nơi đổ về, trong đó cũng có tôi. Đây, thủ lĩnh của ban Phố là Linh Bỏ Tôi. Trời ơi. Thủ lĩnh của ban Tăng Lê Ngọc là Lưu Ý Đặng, thủ lĩnh của Chiếc Biệt đó là Lạnh Lùng. Về thì giờ mình sẽ vô xem cái vấn đề lực chiến nha các bạn. Đây, lực chiến hiện tại thì có một sự thay đổi rất lớn nha các bạn. Thì anh Bắc Cái thì vài hôm trước thì ảnh đã hiện là ảnh đã rớt xuống top 3 lực chiến, mà sau khi mở 4X thì anh ta đã nhảy vọt lên đầu các bạn. Ảnh đã lên, đã lấy lại được phong độ và anh đã đua lại, anh đã giành lại được cái chức top 1. Và nói chung là một cái chức top 1 của ảnh là anh đã giành lại được các bạn. Đó là anh Bắt Cái, hiện tại thì ảnh đã giành lại được cái chức top 1. Nói chung là ảnh đang đua rất quyết liệt. Mà các bạn biết nhựa cái top 1 và cái top 2 các bạn, trên là chỉ có vài trăm lực chiến đó các bạn. Top 1 Bắt Cái 236.937 ca lực chiến. Top 2 Lưu Ý Đặng của ban hội Tăng Lư Ngọc là với số lực chiến là 236.174, trên là chỉ có 7800 lực chiến các bạn. Các bạn thấy không, hai nhân vật này là đua top rất quyết liệt với nhau các bạn. Anh Bắt Cái hồi bữa đó tụt xuống hạng 3 lực chiến mà giờ anh đã lên được hạng đầu. Và hiện tại hạng 3 đó là được anh Quả Dâu Tay đang nắm, đó là cũng của Chiếc Biệt 224k lực chiến các bạn. Hạng 4 thì là anh lớp trưởng NTIA của Miếu. Hạng 5 đó là Cầu Kiếm Hùng. Còn hạng 6 của anh Lạnh Lùng
hạng 7 là độc thủ ma quân. Thì hiện tại những cái top lực chiến trong đây là toàn là của Tần Lương Ngọc với Triết Biệt hoặc là Hùng Bá, nhưng có đúng có anh chàng lớp trưởng là cũng yếu. Đó, các bạn thấy không, Tần Lương Ngọc với Triết Biệt, những bang đang nắm chùm tại server của X777 các bạn. Đây, Tú Xe Ôm, Ma Phong, Tùng Lâm thì cũng đang của Hào Kiệt, có một anh chàng Hào Kiệt. Phố Triết Biệt, Tần Lương Ngọc, nói chung là Phố Triết Biệt, Tần Lương Ngọc không các bạn. Đó, vấn đề lực chiến. Còn để mình sẽ coi vấn đề cá nhân các bạn, và cấp thì mấy giới hạn mấy mở 4X thôi, mà đã các vị anh hùng đã lên 49 hết rồi. Về top 1 cấp thì không sợ gió 49, thứ hai là Thiên Nguyễn, thứ ba là Vi Tiểu Bảo của Triết Biệt. Về cái vấn đề trang bị, trang bị cơ bản thì Thiên Nguyễn đang đứng top 1, anh Bắt Cái đứng top 3, Cường Hóa thì anh Bắt Cái đứng top 5. Ảnh chỉ được cái top lực chiến thôi, và còn là cái top Cường Hóa thì ảnh yếu. Thiên Nguyễn quả vào tay luôn đặng. Thẩm Đá thì quả vào tay đứng thứ top 1. Còn top 2 đó là Lưu Ích Đặng, top 3 là Bắt Cái. Thú Cưỡi thì thôi, Đồng Hành. Đồng Hành định lùng, ảnh đang đứng top 1. Thứ hai là Lưu Ích Đặng và bà quả vào tay. Thứ năm là Bắt Cái. Bắt Cái Đồng Hành cũng vẫn đứng top 5 server. Nội Đơn Đồng Hành. Lớp trưởng IA cũng yếu. Độc Thủ Ma Quân. Ba đã là Suda Táo, Bắt Cái đứng hàng năm các bạn. Thì ra anh Bắt Cái chỉ được cái top lực chiến thôi, còn những cái top khác thì ảnh vẫn đứng hàng năm, hàng 6 về cái điểm kỹ năng. Bí Kíp, Tuyệt Học. Tuyệt Học chưa có. Đó, về vấn đề lực chiến, và mình sẽ review qua sơ nhân vật về top 3 lực chiến về hệ thống đồ đạc cho các bạn cùng biết nha các bạn. Anh Bắt Cái trước đi, xem thông tin. Đây, hiện tại thì anh đã cường hóa cộng 50. Chắc mình nghĩ là nguyên một set bậc 3. Nguyên set đồ bậc 3 hết rồi nha các bạn. Nguyên set đồ bậc 3, cường hóa 50. Hồng Nhan của gà NK. Coi cái vũ khí của anh nè, cũng ngon nha các bạn, thấy không? Thấy cái vũ khí người ta là quá ngon luôn. Dương Anh đồ full đá hồn level 3. Tỷ lệ vũ kết sắc tinh thuộc tính, tấn công, sức mạnh, linh hoạt, khúc sinh lực 9. Ngọc Bội. Hai dòng tím. Còn nhiêu là dòng cam hết các bạn. Full đá hồn level 3 hết à. Cũng full đá hồn level 3. Full đá hồn level 3, full đá hồn hết. Đó các bạn, đồ đạc của ảnh thì full đá hồng level 3 hết nha. Đấy. Đồng Hành thì độc cốt kiếm kỳ tài, 3 chiêu cam và 2 chiêu tím. Bị thương, bỏ qua thấy mất cả. Tốc độ đánh 5 cung phi kỳ tài, 2 cam 1 tím luôn. Đồng Hành Dương Anh Phong kỳ tài XX, 1 cam 2 tím kỳ tài. Đó. Còn Bí Kíp thì ảnh đây, Bí Kíp sơ. Thú Cưỡi thì ảnh cởi con ngựa ngựa cấp 15 táo hùng mã các bạn. Đó, đó là đồ đạc của ảnh đó nha. Lực chiến 236k 937, sinh lực 75.748, tấn công 4.827, thể chất 561, sức mạnh 825, nhanh nhẹn 596, linh hoạt 740. Đó, các bạn, danh hiệu Tiềm Long phải đào hoa. Ảnh thì chưa có cưới vợ nha. Cô gái server này rất nhiều gái đó, ai muốn hốt ảnh thì cứ hốt nha. Đó, còn về top 3, top 2 lực chiến, Lưu Ích Đặng thì cũng đào hoa, top lực chiến là toàn đào hoa các bạn. Thì ảnh cũng full một set bậc 3, full đá hồn level 3 luôn, cường hóa cộng 50 full luôn. Coi vũ khí của ảnh nè, đá hồn Dương Anh, đá hồn Trừng Phong, đá hồn Trương Hồng Quyên. Cái vũ khí quá ngon luôn nha các bạn, tấn công, hút sinh lực 10, sức mạnh, tỷ lệ bột kích, sắc thương tính, linh hoạt. Vũ khí này ngon nha. Nè, đồ cũng full đá hồn level 3, cường hóa cộng 50 bậc 3 hết.
đó các bạn, toàn những đại gia đua top. Bí kíp thú cưỡi thì cũng Táo Hồng Mã, đồng hành thì kỳ tài XX Dương Ảnh Phong, ba chiêu cam màu tím, độc cô kiếm kỳ tài luôn, ba cam màu tím, Nam Cung Phi hai cam hai tím đó các bạn. Đây là danh hiệu Tiềm Long lũi đặng của Đào Hoa Tăng Lương Ngọc, 236k lực chiến sinh lực. Với ạc này sinh lực của ảnh là 79k sinh lực các bạn, tấn công 5211, thể chất là 574, sức mạnh 86, nhanh nhẹn 629 và linh hoạt 599. Danh hiệu Tiềm Long Hội Hỏa Đào Hoa nữ, 1m52 cầm cung chà bá nha các bạn. Đấy, đồ đạc của còn quả vô tay nữa các bạn. Đây là một nhân vật top 3 lực chiến và môn phái rất môn phái mới hả các bạn, không môn phái đoàn thị, thì ảnh đã cường hóa cộng một set đồ 50 và đồ ảnh đã full bậc 3 và đá hồn ảnh cũng full level 3 hết, min set đá level 3 full hết các bạn thấy không. Còn vũ khí ảnh ngon, sát tinh thuộc tính thì lại bộ kết thúc sinh lực tấn công cũng ngon nha các bạn. Với cái cây vũ khí bậc 3 cấp 40 này, lực chiến là 15k nha các bạn. Ảnh là danh hiệu Tiềm Long cấp 49 chiếc biệt 224k lực chiến ảnh. Với cái nhân vật này thì có cái sinh lực là 83k, tấn công 5017, thể chất 548, sức mạnh 801, nhanh nhẹn 742 và linh hoạt 537. Đồng hành thì Dương Ảnh Phong kỳ tài 2 cam 3 tím, độc cô kiếm XX 2 cam 2 tím, kỳ tài 3 cam 1 tím nha các bạn. Bí kíp đồng hành, bí kíp thì ảnh bí kíp bình thường thôi, tại mấy ra bí kíp đó. Và hiện tại mình đã review và xem cho các bạn xem xong top 3 lực chiến khủng nhất X77 vào cái thời điểm mới mở ngày đầu tiên 4X nha các bạn. Có một sự thay đổi rất lớn, anh Bắc Cá đã giành lại được top 1 đó. Thì các bạn cũng biết anh Bắc Cá đã giành lại được top 1 lực chiến X77 các bạn, đúng là đua top cực gay và cực gắt. Và sau này chắc mình nghĩ server rất đông sẽ có những trận chiến nảy lửa. Và hiện tại các bạn, tuy server rất đông, bàn hội rất đông, mình chưa có thấy những trận chiến nảy lửa nào giữa hai bàn hội, cho mình nghĩ sắp tới sẽ diễn ra những trận chiến nảy lửa giữa các bàn hội tranh giành quyền lực tại X7 đây. Thôi chào tạm biệt mọi người, các bạn hãy cùng ủng hộ và đăng ký kênh để nhận nhiều video tiếp theo hơn của mình.